Tỉnh Bình Thuận, cả tỉnh hiện chỉ có duy nhất một giáo viên âm nhạc lớp 10. Với 28 trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh thì khó khăn nhất là đều chưa có giáo viên âm nhạc và mỹ thuật dạy lớp 10. Còn tại Hậu Giang, năm học này tỉnh phải huy động giáo viên âm nhạc dạy cấp 2 sang dạy lớp 10. Chủ trương này được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý và thực tế không riêng Hậu Giang, rất nhiều địa phương khác cũng đang phải dùng phương án tạm thời này